Bạn lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay thì đang sẽ review cho tất cả các bạn là những cái cuốn sách mà đang đã đọc trong tháng 12 này. Thì trong tháng 12 thì đang đọc được nhiêu đây đây. Đang đếm ra bao nhiêu cuốn? 1 2 3 4 5 6 và 7. Thì trong tháng 12 thì đang đã đọc được 7 cuốn sách. Vậy thì ok, bây giờ thì đang sẽ review cho các bạn về từng cuốn một. Đang sẽ review sơ thôi nha, không phải là review hết. Chúng đang sẽ review sơ sơ thôi. Thì đầu tiên đến với cái cuốn thứ nhất là cái cuốn Cánh Buồm Đỏ Thắm này. Thì Tăng sẽ tóm tắt sơ cho các bạn là hồi ngày xưa có một cô bé rất là ước mong mà được lên cái con tàu cánh buồm đỏ thắm này. Và mà ngày đêm chờ đợi một chàng hoàng tử trên con lái con tàu có cánh buồm đỏ này đi đến đón cô, và ước mơ của cô cũng đã thành sự thật khi mà một ngày cô đang ngồi đọc sách ngoài cửa sổ thì cô thấy một cái con tàu cánh buồm mỗi con tàu cánh buồm đỏ thắm tới và đón cô. Thì trên tàu quả thật là có một chàng hoàng tử giang tay ra và đón cô lên tàu. Ok, và xong cái cuốn Cánh Buồm Đỏ Thắm này rồi, và chúng ta đến với món quà của ông già Noel. Thì trong cái đang sẽ combo cho bạn hai cuốn luôn. Hai cuốn này thì nói về giáng sinh, thì trong tháng 12 của năm 2020 là có một cái ngày lễ rất là đặc biệt, đó là ngày lễ giáng sinh. Thì đây là hai cuốn nói về giáng sinh. Thì cái cuốn này thì nói về là nó gộp những cái trong cái cuốn sách này, tác giả đã gộp những cái chuyện nhỏ lại và tạo nên một cái cuốn sách như thế này. Và cái cuốn này thì kể về một ông già gắt gỏng, đó là gáy giáng sinh, và khi mà một tối hôm nọ thì có bốn linh hồn tới và chỉ bảo cho ông, và cuối cùng thì ông đã cho anh một người tốt bụng. Và đến cái cuốn này thì là cái cuốn ông tới là cây anh đào. Thì cái cuốn này á thì kể về tình thương yêu của hai ông cháu đối với nhau, và ông có trồng một cây anh đào. Và khi mà mặc dù người ông đã chết rồi, và nhưng mà cậu bé này mỗi khi nhìn vào cây anh đào thì cậu bé lại nhớ đến ông. Và cậu bé có hỏi ông một điều là sau này khi ông sau này thì ông kiếp sau ông muốn biến thành cái gì, thì ông nói là ông muốn biến thành cây anh đào. Và cậu bé mới trả lời là cháu muốn biến thành con chim để bầu bạn cùng với ông. Ok, và đến với cái câu chuyện thuyền trưởng Tô Bê-lam này, thì kể về mà ngày xưa thì có một cậu bé mồ côi tên là Lixan, được một ông thuyền trưởng già nói truyền cho làm thuyền trưởng. Thì sau đó thì khi ở tuổi 15 thì Lixan đã trở thành một thuyền trưởng thật sự, và Lixan dẫn cả đoàn tàu đi thám hiểm khắp nơi. Và cuối cùng thì Lixan được đi về và được học hành rất là tốt, và sau này thì cậu lớn lên trở thành một người học rất là giỏi và góp ích cho xã hội. Và đến với cái cuốn Chị Nhỏ Trong Thế Giới Lớn này, thì cái cuốn này là tác giả bao gồm những cái chuyện lịch sử từ thời kỳ đồ đá đến thời kỳ hiện đại, là gồm những cái câu chuyện sử nè, những cái câu chuyện chiến tranh giữa hai nước với nhau, và câu chuyện về những cái tôn giáo, đạo Phật, đạo Chúa rồi. Và từ thời đồ và cái câu chuyện kể từ thời đồ đá thời kỳ xa xưa, cách đây 1 triệu năm về trước cho đến thời hiện đại bây giờ. Và đến với cuốn cuối cùng là cuốn Kỷ Luật Làm Nên Con Người. Thì cuốn sách này được viết bởi một được viết bởi Lý Kiệt, và cái cuốn sách này để chỉ cho mình là làm sao để có để thành một người có kỷ luật. Thì cái cuốn sách này nhằm mục đích là đào tạo cho mình thành một người con người có kỷ luật và giúp ích cho xã hội. Thì trong cái trường West Point á, thì cái cuốn sách này cũng được xuất phát từ cái trường West Point ở New York. Thì trường West Point nó đào tạo mình thành một nhân tài. Ok, và đến bây giờ thì đang xin xếp hạng từng cuốn cho các bạn biết. Thì cái cuốn thứ bảy là cái cuốn này Món Quà Của Nhà Nên đang đang cũng hơi thích cuốn này thôi, tại vì bởi vì là cuốn này nó kiểu làm như là nó nói về nhiều câu chuyện hay, nhưng mà đang đánh giá là nó cũng hay, nhưng mà tại vì là nó không có hợp với cái gu của Đăng. Ok, và cái cuốn tiếp theo là cái cuốn Phép Màu Đêm Giáng Sinh. Thì cái cuốn này là cái cuốn thứ bảy, và cái cuốn thứ sáu là cái cuốn Phép Màu Đêm Giáng Sinh. Mà cái cuốn này cũng hay, và Đăng đã được nghe ba Đăng kể rồi, và Đăng khi mà Đăng đã đọc thử khi Đăng thấy nó cũng hay, và Đăng xếp nó thứ sáu.
Ok các bạn. Và tiếp theo là cuốn Ông đó là cây anh đào. Thì đang xếp nó thứ 5. Thì cái chuyện ông đó và cây anh đào cũng hay, nhưng mà nó vật có vài cái tên tiếng Nhật mà đang kho không có đọc được. Thì vậy thôi, nhưng mà nói chung là cái cuốn này cũng vẫn là hay. Vẫn là cũng là hay. Và cuốn tiếp theo là cuốn Cánh bướm đỏ thắm. Và đang chỉ thích nó một chỗ là thì người thích một chỗ là tại vì cái cuốn này nó về tàu, và đang cũng thích tàu nên là đang cho cuốn này tiếp theo. Và cái cuốn mà đang thích cái cuốn tiếp theo nữa là cái cuốn Thuyền trưởng tôi 15. Đang thích cuốn này bởi vì là nó nói về những cuộc phiêu lưu, thì đang các bạn biết rồi là đang rất là thích những cuốn sách nào mà nói về phiêu lưu. Và cái cuốn thứ nhì là cái cuốn này, Chuyện ông thi lớn, bởi vì là cái cuốn sách này giúp đang hiểu biết rất là nhiều về lịch sử, bởi vì là trong cái cuốn sách này đang cũng đọc hai ba chuyện rồi, đang biết hai ba chuyện hôm nay rồi, nước Mỹ thay bom nguyên tử vào Nhật này đang biết rồi, kể về cuộc đời của Chúa Giêsu thì đang cũng biết rồi, và kể về nói chung là chỉ có hai câu chuyện đang biết rồi. À đúng rồi, còn về mấy cái đạo Phật, đạo tôn giáo đó là cũng biết, nhưng mà có một số chuyện hôm nay đang chưa có biết này, là cái cuốn này giúp mình rất là nhiều. Và cái cuốn đang thích nhất là cái cuốn Kỳ Thật Là Con Người, bởi vì là đang mong ước món lớn là đang có thể vô trường West Point, đang học thành một nhân tài. Và cái cuốn này đã có mấy cái lời khuyên trong đây, và nó làm thế nào để trở thành một người có kỷ luật, và nói chung là mốt lớn lên là đang rất là thích vào trường West Point để học và trở thành một nhân tài. Ok, và đang chúc các bạn năm mới thành công, và hy vọng vào năm 2021 thì ba đang sẽ mua cho đang rất là nhiều, đang sẽ hy vọng ba đang sẽ mua cho đang nhiều cuốn sách hay hơn, và sau đó thì đang ráng đọc hết đống sách đó trong tháng 1, và cuối tháng 1 thì đang sẽ review cho các bạn hết cái đống sách hay đó để các bạn biết là trong tháng 1 đọc những cuốn sách gì. Ok, và bây giờ thì tạm biệt các bạn.